Bao nhiêu bạn nhớ đứng xếp hàng ở ở đằng đây? Còn chưa? Xem chưa? Đứng hai hàng rồi. Qua sơ qua đây. Giãn rộng ra, giang tay ra coi. Bạn nào quên từ từ, từ cố gắng cho thực hiện cho nó được. Tuần này cứ như là mình tập nha. Rồi các em cố gắng là động tác nào quên là chút nữa mình xem mà mình nhớ lại. Rồi nghiêm túc nghe nhạc kìa. Rồi xong chưa? Xếp hàng chưa? Bắt đầu nha, làm theo nha. Vô. Bao nhiêu bạn nhớ là tốt. Đồng. Cố lên, cố lên. Đồ, chết rồi đồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kết thúc rồi. Chào các bạn nha. Rồi, vừa tan thể dục là các em vào lớp rồi đi uống nước rồi đi chơi các cái trò chơi. Hello bạn nha, nãy thầy quay bạn nhiều đấy. Rồi, xin kết thúc video tại đây mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ủng hộ Ngọc Tin TV. Đi vào hàng thẳng hàng nha. Tổ 1 xong, tổ 2 đâu, chuẩn bị. Đi tiếp theo, chậm chậm người ta theo em ơi. Kệ. Tổ 1 người ta xong, tổ 2 đâu, đi theo. Rồi tổ 3 theo, ai khó cái cổ trước hả? Ai khó cái cổ trước hả? Lâm trưởng quay lại coi. Lợi ăn về đó, đi khó, nó vừa lại ăn về đó, quay lại khó mới còn lên. Em quay lại luôn, có phải không kêu? Thôi được rồi. Ồ khó rồi, bóp lại. Giao cho Quốc Đen sau này khó luôn ơi. Quốc Đen nhá. Bóp chưa? Đó ok. Đây nè.